Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật 10 giờ trên kênh truyền hình tiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant tại Lầu Năm Góc hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Austin cảnh báo xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban có thể châm ngòi cho chiến tranh khu vực. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Austin nói, Cuộc chiến khác giữa Israel và Hezbollah có thể dễ dàng trở thành chiến tranh khu vực, gây hậu quả khủng khiếp cho Trung Đông. Ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn leo thang theo ông mỹ và israel đang hợp tác để đạt được thỏa thuận nhưng cũng thảo luận về sự sẵn sàng cho mọi tình huống trong cuộc gặp trước đó với bộ trưởng quốc phòng israel ngoại trưởng mỹ antony blinken cũng kêu gọi theo aviv tránh leo thang ở liban cuộc chiến gaza làm gia tăng căng thẳng trên toàn khu vực khi israel và hezbollah liên tục đấu súng quân đội israel tuần trước cho biết kế hoạch tấn công liban đã được phê duyệt về tình hình Gaza, phong trào Hamas của Palestine hôm qua bác bỏ kế hoạch hậu chiến ở phía bắc Gaza, theo đề xuất của Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zashi Hanebi. Trong tuyên bố, phong trào Hamas cho rằng, nhận định của ông Hanebi cho thấy sự kiên quyết của Israel là vô ích, đồng thời tương lai của Gaza phải do người dân Palestine quyết định. Trước đó cùng ngày, trong hội nghị ở Heliza, Cố vấn An ninh Quốc gia Israel Zashi Hanebi nhấn mạnh, Kế hoạch ngày hậu chiến cho phong trào Hamas đã được chuẩn bị trong những tuần gần đây và chúng ta sẽ sớm thấy bước đi này thể hiện trong thực tế. Ông tuyên bố việc thành lập giải pháp thay thế Hamas là cần thiết để đạt được chiến thắng lâu dài. Đồng thời giải pháp này phải là chính phủ dựa vào người dân muốn sống cùng Israel và nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập ôn hòa. Triều Tiên sáng nay phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa được phóng từ khu vực trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng và cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng như Mỹ đang tiến hành phân tích. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên dường như bắn thử tên lửa siêu thanh nhưng vụ phóng kết thúc thất bại sau khi tên lửa bay khoảng 250 km. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên dường như phóng tên lửa đạn đạo và nó đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này vụ phóng diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên thả bóng bay chứa rác tới Hàn Quốc hôm qua, trong ngày thứ hai liên tiếp. Vụ phóng cũng diễn ra sau khi Triều Tiên hôm 24 tháng 6 cảnh báo sẽ răng đe về việc tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đến Hàn Quốc. Thưa quý vị, Tổng thống Kenya William Ruto hôm qua chỉ trích người biểu tình tấn công tòa nhà quốc hội, đồng thời cam kết sẽ thiết lập lại trật tự. Hôm qua, hàng ngàn người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội Kenya và đốt cháy một phần tòa nhà cảnh sát phải xịt hơi cay, phun vòi rồng và bắn đạn thật để trấn áp, khiến một số người biểu tình thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ruto khẳng định, Chính phủ sẽ đưa ra biện pháp ứng phó toàn diện, hiệu quả và tương xứng đối với sự kiện ngày hôm nay. Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 18 tháng 6 nhằm phản đối chính phủ tăng thuế. Tôi không phản đối Tổng thống, nhưng tôi phản đối đề xuất tăng thuế. Rất nhiều người Kenya đang chịu cảnh đói nghèo, tăng thuế sẽ cản trở họ tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đại diện cho Đảng Phục hưng Trung dung, người đứng đầu Đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu Jordan Badella và nghị sĩ Manuel Pompac của Đảng nước Pháp bất quốc cực tả đại diện cho liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân mới hôm qua đã có cuộc tranh luận trên truyền hình. Các bên tham gia tranh luận hôm qua liên tục đưa ra cáo buộc đối với chương trình tranh cử của đối phương. Nhắm vào đại diện đảng NGN, Thủ tướng Atan nói, Tôi không hiểu các đề xuất về thuế mà ông Barola đưa ra. Vì sao công nhân 31 tuổi là phải đóng thuế, trong khi thương buôn 29 tuổi không phải đóng? Trong chương trình tranh cử của mình, ông Barilla tuyên bố đưa ra ngân sách sửa đổi trong năm nay, bao gồm các giảm thuế. Về phần mình, ông Bombat giải thích về đề xuất tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội. Cuộc tham gia của công ty IFAP, đảng NGN đang dẫn đầu với 36% ủng hộ Liên minh cánh tả NFP được 29,5% và đảng phục hưng trung dung của tổng thống Emmanuel Macron đứng thứ ba với 20,5%. Thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới hôm qua nhấn mạnh cần giải quyết khẩn cấp tình trạng lây lan của bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi. Phát biểu với báo giới, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về đậu mùa khỉ, bà Rosa Moon Lewis cho biết, có một nhu cầu cấp thiết là phải ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm đậu mùa khỉ gần đây tại châu Phi. Thông báo được đưa ra sau khi từ đầu năm đến nay có khoảng 7.850 ca mắc đậu mùa khỉ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Cô, trong đó 384 ca tử vong. Đậu mùa khỉ hoành hành ở các vùng của châu Phi trong nhiều thập kỷ và một phiên bản nhẹ hơn của loại virus này đã lan truyền trên toàn cầu vào năm 2022. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh đồng Nai.